Nó kêu mấy em tính cosin của góc BAC phải không? Mấy em sẽ đi tính góc BAC là góc này nè. Có nghĩa nó là góc giữa vectơ AB với vectơ AC. Vậy giờ mấy đứa tính vectơ AB với vectơ AC đi. Vectơ AB, vectơ AC. Vectơ AB lấy B trừ A là ra 1, 5, trừ 2. Vectơ AC lấy C trừ A là 5, 4, trừ 1. Từ đây chúng ta sẽ có cos phi là gì? Tích vô hướng chia tích độ dài đúng không? Tích vô hướng là 1 x 5 là 5. 5 x 4 là 20. Trừ 2 x trừ 1 là cộng 2. Chia lại cho độ dài là căn của 1 bình cộng 5 bình cộng 2 bình. Nhân căn của 5 bình cộng 4 bình cộng 1 bình. Thấy vô mấy em? Năm cộng 20 cộng 2 chia căn của 1 cộng 25 cộng 4 nhân căn của 25 cộng 16 cộng 1. Chính căn 35 phần 70. Vậy là câu D mấy em. Câu D là chính căn 35 phần 70 á.